Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video của ngày hôm nay là về sự kiện nhiệm vụ mê cung bí ẩn. Thì sáng hôm nay thì mình vừa vào nhiệm vụ, mình chết game thì mình thấy có sự kiện luôn. Và trong sự kiện này mình thấy phần quà rất là hấp dẫn nha. Thì sự kiện này là phần quà nhiệm vụ mê cung. Thì trong cái sự kiện mê cung này lúc mà mình coi thì nó khá là lạ, tại mình đã vượt qua mê cung rồi. Nhưng trong phần nhiệm vụ mê cung này thì mấy anh em sẽ đi những con tướng mà được để mũi tên ở trong đây để tăng đam. Ngồi ra thêm một cái nữa thì mấy anh em sẽ nhận phần thưởng. Thì khi mà nhận phần thưởng thì mấy anh em sẽ ấn vô đây thì mấy anh em sẽ coi được phần thưởng nha. Cái này ok, logo nó dính đây. Rồi ok, khi mà mấy anh em bắn coi phần thưởng thì phần thưởng nó sẽ là tổng cộng là 6.000 điểm. Thì khi mà mấy anh em đi toàn bộ ải thì mấy anh em sẽ nhận được là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 cái quý quay ha. 8 cái ví quay thường và ngồi ra là cho rất nhiều kim cương. Ngồi ra cho thêm một cái tinh hoa thủy diều dùng để nâng cấp vũ khí của tướng. Đấy, thì về cơ bản nó sẽ là nâng phẩm lên những con tướng như gì. Ngồi ra thêm một cái nữa thì ở những cấp mà nó yêu cầu phẩm bên đây là phẩm thần thoại thì cái tướng sử thi trong chế độ khó sẽ được thăng thiên lên bậc thần thoại trong quá trình khám phá mê cung, và cái tướng có giá trị cao hơn bậc thần thoại sẽ không bị hạ bậc. Đấy, trong đây sẽ có hai ngồi ra, nếu như bạn đi bậc thấp hơn thì sẽ này nó sẽ điều chỉnh theo từng cái nha mọi người. Đấy, đây thì nó sẽ điều chỉnh theo từng cái, nó sẽ yêu cầu là bao nhiêu. Ngồi ra thêm một cái nữa là nó sẽ không mở hết toàn bộ chế độ mê cung cho mọi người đi. Thì ở đây là bạn đi tới cấp độ nào thì bạn sẽ đi lại cấp độ đó. Ok, thì đi vào thôi. Trong đây thì phần lưu ý thì mấy anh em coi về phần lưu ý thì tổng số điểm đây mê cung thì triển khai một tướng nổi bật có thể tăng 50% số điểm thu nhập được. Thì ở đây là tướng nổi bật là tướng sẽ như thế nào. Đây, tướng nổi bật là những cái con mà nó để cái mũi tên lên như thế này. Thì trong đây thì mình chỉ có được cái hai con thôi, thì con pháp sư này mình chưa có, hình như là mình chưa có hay là mình không có đủ bật hay sao á, cho nên là mình không có được bỏ vô, hình như là mình chưa có luôn á. Rồi ok, bây giờ mình vô đi thử thôi, tại vì đi cái này nó sẽ rất là dễ mọi người. Cái mê cung này dễ lắm, nó không có khó như cái giống như cái vận mệnh mô phỏng ở trong cái Honkai Star Rail, cho nên là trong dòng đi cái này nó sẽ mềm hơn mọi người, trừ khi mọi người đi khó hơn thôi. Rồi ok, thì tướng trong đây là toàn phẩm thần lắm mọi người, cho nên nó sẽ rất là dễ dàng vô. Thì chắc quái tầm đây chắc nó bắn mấy cái là xong rồi. Đấy, toàn phẩm thần mà, cho nên là mình nghĩ là vô bắn chắc vài cái là nó xong thôi mọi người. Đấy, toàn bộ là nâng lên cẩm thận hết rồi, cho nên là đi nó sẽ rất là dễ nha. Đó là mình nghĩ là như thế này, mình đang đi thử luôn nè. Rồi ok, mình thấy khá là mềm á, mình thấy quái nó khá là mềm khi mà nâng toàn bộ lên phẩm hết này á, tìm cho cái này giúp cho mấy anh em chơi siêu mới nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Cái này bản thân mình thấy nó cũng không nhẹ nhàng mấy đâu, tại vì khi mà mấy anh em cơ bản á, thì khi mà mấy anh em đi cái này á, thì thực sự là cấp độ mấy anh em đã đủ rồi. Khi mà mấy anh em đã mở được cái yêu cầu của cái mê cung này thì mấy anh em lực chiến đó, mấy anh em đủ đi rồi. Ví dụ như nó yêu cầu là cần bao nhiêu con thần thoại, rồi cần bao nhiêu con huyền thoại, là khi mà mấy anh em mở khóa được mấy cái điều kiện đó là mấy anh em đã đủ sức để đi rồi. Tại vì quái trong đây nó sẽ khá là yếu nha. Nếu như mấy anh em có tăng khỏe rồi mấy con tướng tăng, cốt tướng tăng, rồi hồi máu chủ yếu là tăng với lại hồi máu khỏe thôi. Còn DPS thì mấy anh em dùng những con DPS khi mà mấy anh em đi chuyên PvE là được. Rồi ok, đi thôi, mình thấy khá là dễ. Thì tướng nó nâng lên thần rồi, mấy anh em mà vô mình tạc chừng 2-3 cái là chết thôi. Lại ngồi ra khi mà đi cái mê cung này, nó sẽ cho mấy anh em chọn thêm những cái boost. Thì ngày xưa chơi bên Honkai thì nó gọi là cái gì, nó sẽ gọi là những cái vị thần đó, những chúc phúc của những vị thần đấy. Rồi ok, này mình thấy đi khá là mềm thôi. Vô con mấy con đam chính của mình nó tạc chừng 2-3 cái là xong một con thôi mọi người. Rồi ok, cái này đi tăng điểm mình khá là nhiều, chắc đi chừng 2 lần à. Đi chừng 2 lần là đủ á. Hoặc nếu như mà bạn đi vượt nhiều đó, cái điểm nó sẽ cộng lên nè. Đây lực chiến nó sẽ đi, rồi khi mà bạn chọn phẩm nó sẽ cộng lên nè. Đấy, mình coi thử mình đi hết luôn là 15 tầng thì nó sẽ cộng bao nhiêu, hoặc là đi khó hơn thì nó cộng thêm hay là không. Rồi ok, mình thấy mình cứ skip không mọi người, tại vì tầm này tướng nó nâng lên mạnh quá rồi. Thì tầm này tướng nó nâng lên mạnh quá, nhiệm vụ bên đây mình thấy khá là dễ. Lại được gần đây là khi mà cái tuần trước với lại tuần vừa rồi đây thì nhà phải hành bơm sự kiện khá là nhiều. Chỉ số sát thương chí mạng ok. Này chú ý mình lấy thêm đam thôi ha, mình lấy thêm đam để cộng vô cho quái quấn cho màu. Tuần vừa rồi là cho event là hỗ trợ khiêu chiến boss thế giới. Rồi ngày hôm qua là ra sự kiện tiệc cùng bạn bè đó, nhận nói chung là nhận khá là nhiều. Khi mà game hiện tại thấy cộng đồng đã hơn 100.000 người đăng ký trên fanpage hết rồi, thì mấy anh em nào chưa vào cộng đồng thì mấy anh em sẽ vào cộng đồng, thì mấy anh em đọc bài hướng dẫn và tương tác với fanpage để nhận biết thông tin được nhiều hơn. Tướng địch sẽ mất 35% HP. Ok,
Ủa này mình đi khá là mềm mọi người, tại vì tướng nó nâng phẩm lên là chắc tướng mình cũng khỏe nữa. Tại vì mấy cái này mấy bạn nó đi rồi thì mấy ải này mình đi xong hết rồi mọi người. Thường mọi người đi xong mọi người lực chiến mọi người đi lại thôi, thì khi mà yêu cầu này nó mở hai con thần thì nó mới mở cái ải mê cung 10 cho mình đi. Mình chỉ mới được có một con à, mình chỉ được một con duy nhất là con Coco thôi, còn lại thì toàn là huyền thoại hết mọi người. Rồi ok. Nhanh khá là nhanh đi, tại vì đồ hình đi chọn bút nữa mà đồ hình mạnh sẵn rồi mà nó clear trước đó rồi. Không biết đi thêm nữa cộng thêm hay không, tại vì trong đây mình thấy nó ghi có 15 tầng. Không biết đi thêm nữa cộng hay không, chỗ đây mình cũng không thấy nó cộng điểm bao nhiêu luôn. Mình không thấy cái phần mà điểm mê bình sự kiện á, chắc đi nhiều lần là được mọi người. Mình không thấy cái phần điểm cộng sự kiện nó hiện trong đây á, mình chắc ra ngoài mình mới chết được hay sao. Để từ từ mình đánh xong cái này rồi mình ra ngoài mình chết thử có được không nha. Em mình đánh trong cái này mình ra ngồi mình chết thử là nó có lên điểm không, hay là quýnh xong kết thúc toàn bộ luôn, hay là nó mới lên điểm. Rồi đây độ khó 10 đó, tầng 10 nhân đôi tấn công thưởng nhận tích nít. Ok rồi, mà để mình ra mình coi thử nó có tính không nha, để mình ra mình coi thử nó có tính trong quá trình đi ải không. Hình như chưa mọi người, hình như là phải đi xong á, hình như là phải đi xong nó mới tính hay sao, hình như là phải đi xong nó mới tính hay sao, để mình coi đi xong luôn hình như có kết quả mình kết thúc ải thì nó mới tính hay sao. Này đi nhanh thôi, cái này đi cũng cỡ tầm 5-10 phút là xong rồi mọi người ấn skip nhanh là nhanh. Đồ hình cứ dùng những con đi BVE cũ rồi được, đi BVE chiêu AFK hoặc đồ hình đi boss ở ngoài đi là được mọi người. Rồi ok. Không sử dụng tướng vong linh nào. Rồi ok. Đấy. Nói chung là mình khá là thích cái chế độ này. Đấy. Chế độ này đi giống như vận mệnh mô phỏng nhưng mà nó dễ hơn mọi người, không phải cày và không phải cày kỳ điên kỳ khùng giống như ngày xưa chơi bên Honkai. Ngày xưa bên Honkai là mới game ra ngồi cày cả ngày cả đêm luôn, cày cả ngày cả đêm để đi cái vận mệnh mô phỏng. Còn trong cái đó ra cái này thì mọi người chỉ đi một lần duy nhất nhận quà xong rồi thôi, không cần làm gì nhiều. Đấy. Ai mà hạt co hơn thì leo qua tầng 15, 16, 17. Để tới 20 mấy thằng đó nó khó lắm. Rồi ok. Sắp tới boss luôn rồi, sắp tới boss 12 rồi nè. Rồi ok. Chưa có cửa hàng rồi ta. Mình cầm tiền quá trời luôn rồi mà chưa tới cửa hàng. Chưa tới cửa hàng là lâu gì cũng để là tầm này tới cửa hàng chứ. Nãy mình bỏ qua một lượt cửa hàng, tiền nhiều quá trời luôn rồi, còn được giảm giá 50% mới vô cửa hàng mình mua để mua điểm ngọc. Mua mấy viên mà miễn sát thương thì có thể trong trường hợp xấu nhất là khi mà mình đi từ 15 trở lên là vô mình gặp 6 con sát thủ mọi người. Ở cha chết mù đai rồi kìa. Chết mù đai không để ý luôn rồi kìa. Trời ơi chết con tướng không để ý luôn rồi. Đây, không sao mình mua cái bình hồi sinh được mọi người. À uống không để ý chết luôn à. Chết rồi, không có bình hồi sinh luôn kìa. Chết rồi, không có bình hồi sinh luôn kìa. Tướng địch mà chịu cũng không chế mất 100 mắt bên mỗi giây. Con này được cái gì à? Tăng 50 cho sát thương cho tướng đồng minh. Nếu không được chuyển dùng 3 giây. Nhận thêm thánh tích x1 cùng loại sau khi hoàn thành tầng. Chiến 3 thánh tích ngẫu nhiên. Rồi. Hết rồi.
Từ ai hồi sinh à, đây đây cái bình hồi sinh, may quá anh cái bình hồi sinh, nhiều lúc quá nó quýnh nó không để ý chết luôn. Rồi ok, rồi đam thôi. Ủa con này con khác luôn à, ok trời, nó quýnh xiếm chết mấy con của mình luôn kìa. Quýnh không để ý, nhiều lúc nó quýnh xiếm chết luôn kìa. Rồi ok, đó mình qua tầm 15 rồi nè, mình xong tầm 15 rồi nè. Ngồi để coi thử đi đi mấy tầng trên cao hơn nó tính điểm không nha. Khám phá mê cung thì sẽ xuất hiện khám phá bạn sẽ với bạn hẹn à tiếp luôn hả? Ví dụ như đang 4.000 rồi nè, nó cộng cho mình 4.000 rồi nè, mình đi thử nó cộng thêm không nha. Ví dụ như mình đi thử nó cộng thêm không nha. Ở đây là mình đi thử nó có cộng thêm không nha. À, 16 nè. Rồi xong 16 rồi nè. A bit of experience, a bit of luck. 16 rồi nè. 17 nè. Nè. Ủa cái này toàn phẩm thần công vô, mấy con quái này bình thường gặp mình vô nó quýnh mình cái mình chết luôn rồi, mà được này vô mình quýnh nó chết được mà bình thường mình đi không được đâu, mình đi tới đây là mình bỏ à. Bình thường vô quái nó quýnh mình có cái chết luôn à. Mười tám nè. Ok, trời mấy con sư tử nó xoay kìa, trời ơi mấy con sư tử nó xoay kìa. Trời ơi mấy con sư tử nó xoay kìa, đó là trời. Ôi mấy con sư tử nó xoay kìa. Ôi mình đi được tới 19 luôn nè, trời ơi. 19 nè. Rồi. 19 nè. Đây đúng rồi, đã gặp 6 con sát thủ nè. Gặp 6 con chiến binh mà bay bay bay, bay à. Con sát thủ bình hệ vong linh nè à. Đấy. Ồ nó tạo mấy cái nấm mồ kìa. Trời ơi 6 con nó tạo mấy cái nấm mồ kìa. Quýnh mà giật game luôn. Trời 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 trời. Ơi ổn không vậy? Ổn không vậy? Con thrower one của tôi chết rồi. Trời ổn không vậy? À sống sống vậy rồi, sống vậy rồi mọi người. Tôi có cái bút buồn mới sống vậy rồi. Trời ơi nó bay kìa, còn hai con thôi, còn hai con thôi 19. Trời ơi. Ồ quái nó như chết á, gì mà vài người đi được à. Trời ơi là trời, mình mà không được bút phẩm lên thần thoại chắc đi cũng được luôn 19 nè. Để coi nó đi tới 20 được không? Ủa? Bãi kìa. Mình thay bằng con tăng khác được không? Mình thay bằng con này được không? Phải phải từ 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 mình dùng cái cờ ly đam á, tại mấy con này nó bay 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 á cho nên là mình giết không được đâu. Mình vẫn dùng từ row one luôn, dùng lại luôn nhưng mà mình dùng cái sử dụng khi mà thi triển kỹ năng gây thêm vết thương á, mình dọn mấy cái bãi quái nó sẽ nhanh hơn á. Rồi ok, mình dọn nó sẽ nhanh hơn đó, mình nghĩ là như vậy. Ồ, nhìn máu máu mấy con bên mình nó giật mà mình thấy nó tụt không phanh luôn á. Trời 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 trời. Hiệu ứng liên tục luôn mọi người ơi, hiệu ứng liên tục. À, ok qua qua rồi, qua rồi, qua rồi. 16 giây, 15 giây, 13, 10. Kịp rồi, qua rồi, qua còn con oai, qua rồi, 20. Em coi thử đi nó cộng thêm không, hoặc cũng cộng thêm mình chỉ đi tới 15 thôi rồi mình out thôi mọi người. Nó mà không cộng thêm thì mình chỉ đi tới 15 xong mình out thôi. Rồi tầng cuối cùng, tầng 20. Mình nghĩ tầng 2 thử tích cần mê cung sâu thẳm có thể tích đấu chùm mê cung sâu thẳm với độ một lần. Thí thương gai gai dùng được để tính tứ hạng. Ok. Ủa sao quá nó bay vô nó quýnh mỗi con bên mình một cái chết vậy.
Sao mà mấy con DPS bên mình vô quá, nó nhào vô nó quýnh mỗi con một cái chết vậy. Trời ơi hạng mấy đây? Chắc không có hạng luôn á. Rồi kết thúc rồi nè. Nó cộng thêm điểm không? Hồi nãy là 4.000 mấy anh em. Không cộng thêm điểm nha. Đi thêm cũng không cộng thêm điểm nha mọi người. Đi thêm cái này cũng không cộng thêm điểm nha. Vì mọi người chỉ đi tới tầng 15 xong rồi mọi người nghỉ. Xong mọi người đi lại thêm một lần nữa thì mọi người sẽ xong, là đi hai lần là mới đủ nha. Rồi ok, đó sự kiện chỉ có nhiêu đó thôi mọi người. Mọi người cứ đi hết hai lần. Full tầng 15 là một tầng là đi full hết luôn, 15 tầng là 4.000 điểm. Nếu như mọi người có thêm con pháp sư nữa thì nó sẽ tăng thêm 50% nữa. Đây nó sẽ ghi nè, mọi người coi nè, nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm nè. Đấy, triển khai một tướng nổi bật có thể tăng thêm 50% nè. Thì mọi người nếu như mọi người triển khai đủ ba con tướng này thì mọi người đi chắc một lần á, mình nghĩ một lần là đủ. Còn đi đây mình đi là hai con thì nó đã tăng lên 4.000 rồi. Đấy, thì nói chung là mọi người đi hai lần là sẽ đủ ha. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người được nhiều phần quà và ron tướng nó sẽ may mắn trong giai đoạn đầu, đặc biệt là mấy anh em chuyển sinh qua server mới thì mấy anh em cố gắng chơi trong giai đoạn đầu. Mình đã chơi trước một server cũ rồi, khi mà mình chơi server mới đang trong cái thời gian mà nhiều sự kiện, nhiều phần quà hơn thì mình sẽ được gọi là may mắn hơn. Rồi ok, chào mọi người.